giới thiệu các bạn một sản phẩm đang gây bão trên thị trường, đó là sản phẩm Magicin MS9006. Và sản phẩm được tích hợp bởi những tính năng rất là hiện đại, có thể hỗ trợ được cho hầu hết tất cả các dòng xe. Và sản phẩm được sự đánh giá cao bởi những người thợ và những người đam mê kỹ thuật. Thưa các bạn, Audio là nhà máy sản xuất máy chẩn đoán hàng đầu thế giới hiện nay và có trụ sở chính tại Mỹ, nhà máy tại Hồng Kông và một số các nước khác. OBD Việt Nam tự hào là công ty hàng đầu với phân phối các sản phẩm chính lược của Audio tại Việt Nam. Và trong một thời gian trải nghiệm cùng với những sản phẩm với các tính năng vượt trội của Audio thì ngày 1 tháng 7 năm 2016, OBD Việt Nam chính thức trở thành đối tác của Audio. Và chúng ta hãy cùng khám phá cái sản phẩm mà Quý Anh đang nói là đang gây bão trên thị trường hiện nay nhé. Và như các bạn có thể thấy thì đây là vỏ ngoài của máy đọc lỗi Magicin MS906 của chúng ta. Và đây là có tem với sản phẩm chính hãng thì sẽ có tem bảo hành và bảy màu. Và với những cái sản phẩm mà trôi nổi trên thị trường thì chắc chắn là sẽ không thể có cái tem này. Và bây giờ mình sẽ cắt cái sản phẩm, cái tem này ra. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem bên trong của chiếc hộp. Đây là toàn bộ tất cả những cái lắp cặp của OBD1. Có rất là nhiều kích cỡ cho nhiều hãng xe và được thiết kế rất là chắc chắn. Chắc chắn từ cái lắp cắm cho đến dây. Và bản chiếc hộp cũng chắc chắn theo. Và bên đây, đây là lắp cắm OBD2. Đây là mồi thuốc và dây USB. Và đây là sạc của máy. Và đây là máy của chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ đi xem chi tiết vào máy. Đây chúng ta có thể thấy, đây là nút cắm sạc pin 12V. Và đây là jack cắm OBD. Và đây là nút nguồn. Còn đây là để cắm vào thẻ nhớ và USB. Chúng ta có thể thấy phía sau đây là camera chụp hình. Và bây giờ chúng ta sẽ thử cùng mở máy lên. Và đây là tất cả những cái ứng dụng có trong máy. Và muốn kiểm tra xe thì chúng ta cần phải vào cái mục này. Và đây là tất cả những cái dòng xe chúng ta có thể chọn. Đây là lịch sử của xe. Đây là dòng xe Mỹ, dòng xe châu Âu, dòng xe châu Á. Và đây là dòng chúng ta có thể chọn nhanh vào OBD2 để kiểm tra động cơ của máy. Bây giờ chúng ta sẽ ra ngoài. Và đây là những cái ứng dụng mà máy có hỗ trợ thêm cho chúng ta, có màn hình chụp hình, rồi có email, hình ảnh, tất cả các thứ. Nếu như mà ai mà đã từng dùng smartphone thì rất có thể dễ dàng để sử dụng cái máy này, không khác gì một cái smartphone.
Và đây là ứng dụng DeepView. Ứng dụng này có thể giúp cho OBD Việt Nam có thể hỗ trợ cho tất cả các gara trên toàn quốc bằng qua Internet. Và chọn xe. Và máy có thể hỗ trợ tốt cho các dòng xe về châu Mỹ và châu Á. Đây là một điểm nổi bật của phiên bản máy chẩn đoán đa năng MS906 chính hãng. Hỗ trợ tốt cho các dòng xe Ford, GM và Chevrolet. Khắc phục được lỗi ùa ga trên xe DU, lỗi phanh ABS trên xe Captiva. Nâng cấp được tính năng về máy chẩn đoán hệ thống trợ lực điện lái, hệ thống túi khí. Các tính năng đọc lỗi, send data, adaptation, kích hoạt được lỗi tối ưu. Cài đặt được chìa khóa trên các dòng xe mà các phiên bản trước không tích hợp. Truy xuất dữ liệu kết nối Internet, Wi-Fi để có thể hỗ trợ nhanh với 30% so với phiên bản cũ. Nâng cấp hệ thống đoán điện đám mây để lưu giữ các lỗi của xe, nâng cao khả năng làm việc của kỹ thuật viên trong quá trình sửa chữa. Và như các bạn có thể thấy trên đây thì hai đây là giấy chứng nhận của nhà máy Audel. Và ngày 1 tháng 2 năm 2015 thì OPD Việt Nam chính thức trở thành nhà phân phối chiến lược của Audel. Và sau một năm trải nghiệm cùng với những cái sản phẩm của các tính năng vượt trội thì ngày 1 tháng 7 năm 2016, OPD Việt Nam chính thức trở thành đối tác của Audel. Và chương trình giới thiệu về máy chẩn đoán MS906 của OPD Việt Nam TV đến đây là kết thúc. Hy vọng rằng ở những cái số sau thì có thể giới thiệu cho các bạn những cái sản phẩm mới hơn và hướng dẫn chi tiết hơn cho các bạn cách sử dụng hay lên xe. Và đừng quên subscribe để có thể theo dõi kênh của chúng em nhé. Cảm ơn các bạn.